chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Thế nhưng mà các bác mua được một chiếc xe còn cực kỳ mới luôn. Các bác nhìn cho em một vài vị trí đầu tiên. Ba con ốc này các bác nhìn xem, đẹp như là đời 2017, 18, 19, 20 vậy đúng không ạ? Nội thất trong của chiếc xe đây các bác nhá. Và tiếp tục, đây các bác xem cho em một số vị trí nữa. Đây nhá, đẹp chưa, sáng chưa, rất mới đúng không ạ? Đây nữa này, các bác nhìn xem này, rất mới luôn này. Những vị trí này nó sáng như thế này thì những vị trí khác nó mới sáng như thế các bác nhá. Đặc biệt là khoang máy, những cái phần sắt ở khoang máy và tổng thể cái phần khu vực kim loại ở xung quanh chiếc xe này nó cũng sẽ sáng như thế các bác nhá. Và đây các bác xem cho em ở một số vị trí khác, như là phần tắp đi cánh cửa, chỗ này bằng bọc da này, chỗ này là lỉ này. Đấy, tay cầm, tay nắm, tay bám đây các bác nhìn này, được sơn vân gỗ rồi nhá. Đấy, chỗ này có chốt cửa và đây là kính điện. Sàn của xe này cũng đã được lên thảm trải sàn 5D rồi. Và đây táp lô các bác nhìn xem, táp lô phải nói là cực kỳ là mới luôn, đã lâu lắm rồi, đã từ rất lâu rồi em mới lại mua được một chiếc xe nó còn mới như thế này các bác nhá. Tuy rằng là đời thấp, tuy rằng là ít tiền, tuy rằng chỉ có hơn 100 triệu đồng. Và đây là cần số tự động của chiếc xe, tự động xích rắc các bác nhá. Có màn hình giải trí Android cỡ lớn loại to rồi. Và đây là công tắc phím bấm điều hòa của chiếc xe. Các bác nhìn xem, những nút bấm, những nút vặn chưa bị mòn kém gì này. Đấy, và đây là chìa khóa khiển của chiếc xe các bác nhá. Và đây là vô lăng. Đấy, vô lăng logo hiệu Daewoo các bác nhá. Chiếc xe này mang tên là Maglert và sản xuất năm 2005. Các bác nhìn xem, từ 2005 đến bây giờ mà nó còn được đẹp như này. 2005 nhưng mà đăng ký lần đầu tiên năm 2007. Và con xe này nó là một chủ từ đầu sử dụng các bác nhá, chưa qua chủ thứ hai. Đây, những cái đồng hồ, những cái hiển thị ở trên đây, đèn hiển thị trên đây vẫn còn nguyên các bác nhìn này. Đấy, và đây là cái phần đồng hồ của chiếc xe các bác nhá. Đây, đây là phần đồng hồ của chiếc xe. Em sẽ tắt bớt cái chìa khóa đi cho nó tốn điện. Một bộ ghế da xịn, vẫn còn rất là mới luôn đây. Đấy, chỗ này là vị trí đựng đồ. Các bác nhìn xem, ở bên trong đây lý nó vẫn còn rất mới luôn này. Đấy, từ những con bu lông ốc vít ở cái phần cốp, các bác nhìn này vẫn đen xì, đúng không ạ? Tiếp sẽ mở máy nữa để quay cho toàn thể các bác xem. Con xe này tuy rằng đời thấp ít tiền, thế nhưng mà với độ zin còn cực kỳ cao. Như là máy số còn zin này các bác này, và keo chỉ của nó vẫn còn zin này. Đấy, sơn zin thậm chí vẫn còn rất là nhiều luôn các bác nhá. Chiếc xe phân khúc hạng D, form dáng sedan hai đầu, lúc mới của nó loanh quanh cả tỷ đồng. Và bây giờ thì chiếc xe này vẫn còn mới chỉ vì đời thấp, thế cho nên là chiếc xe này chỉ còn là hơn 100 triệu đồng thôi nhá. Các bác đang có hơn 100 triệu đồng, các bác lưu ý cho em chiếc xe này. Các bác lưu ý cho em, nếu bác nào mà đang có trên 200 triệu đồng thì các bác cũng lưu ý cho em chiếc xe này. Không tội gì phải mua những chiếc xe mà hơn 200. Mua những chiếc xe nó trên 100 nhưng mà nó chất còn hơn là những chiếc xe mà trên 200 triệu đồng nhưng mà chưa chất, đúng không ạ? Hay là không chất. Và chiếc xe này của em là một chủ từ đầu, các bác nhìn thấy là biển 30H6303, một chủ từ đầu biển Hà Nội các bác nhá. Một mẫu xe phân khúc hạng D, hạng VIP, hạng sang, mà lúc mới chỉ là những người có tiền, những người lãnh đạo cấp cao của nhà nước mới có tiền để mua và sở hữu mẫu xe này. Bên trong kia thì em có một số những mẫu xe khác nữa, ví dụ như là Mondeo và một số dòng xe khác nữa rất nhiều. Tầm tiền 200-300, 500, bên em đang rất là nhiều các bác nhá, gần 200 mẫu xe các loại. Đây em quay luôn cho bác mình để xem một số vị trí để các bác thấy là chiếc xe này mới như nào. Đây, cặp đèn pha xịn nguyên bản và còn rất là mới, rất là trong này, trong vắt như là kiểu pha lê luôn, đúng không ạ? Và có quả bi cầu nằm bên trong đây. Lốp của xe thì vẫn còn dày nhá, la răng đúc nguyên bản theo xe 2.0 cho nên là la răng đúc sẽ như thế này. Nếu mà 2.5, nếu máy 2.5 thì la răng đúc của xe nó sẽ to, bản nó sẽ to. Đấy, con này 2.0, bản này là bản tiết kiệm nhiên liệu của bác nhá. La răng nó sẽ có nhiều chấu như thế kia và sẽ có phanh ABS 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh. Đấy, chống bốc cứng an toàn đấy ạ. Còn đây là phần đầu của chiếc xe các bác nhá. Các bác đã thấy con xe nào trên thị trường mà nó lại còn được mới, nó còn được chất, nó được đẹp, nó được zin như con xe này chưa ạ? Khẳng định là cực hiếm trên thị trường, đúng không ạ? Không có nhiều. Những chiếc xe đời thấp em phải chọn những chiếc xe chất em mới mua. Bây giờ thì các bác biết là bên em toàn những chiếc xe đời nó cao cao một chút, đúng không ạ? Và những chiếc xe đời thấp đấy ạ, thì là nó phải là xuất sắc các bác nhá, phải là hẳn là xuất sắc luôn, chứ còn đẹp bình thường cũng
chưa chắc đã mua, phải là xuất sắc như thế này. Đây các bác nhìn xem, quá mới luôn. Được một dàn lốp, các bác lợi một dàn lốp. Các bác mua về mình không cần phải thay lốp nữa các bác nhá. Lốp đã rất là mới rồi. Và bây giờ thì em di chuyển sang bên đây và quay để giới thiệu toàn thể các bác xem về hình thức nội ngoại thất của xe. Còn những cái mà các bác không nhìn thấy thì bên em sẽ tả cho toàn các bác và đảm bảo cũng như là bảo hành cho các bác nhá. Xe không lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước thủy kích, pháp lý rõ ràng, chuẩn chỉ sang tên bình thường. Bên em đã sẽ đảm bảo và cũng như là cam kết cũng như là bảo hành cho các bác về những vấn đề đó các bác nhá. Đấy. Bây giờ thì sẽ quay chi tiết này. Đấy, năm trước bên em bán cái dòng này rất là nhiều đây. Năm nay thì hạn chế, nhưng mà hôm nay lần này mua được chiếc xe đẹp cho nên là lại mua tiếp các bác ạ. Cái keo chỉ của xe là vẫn còn đây các bác nhìn này. Và những bu lông ốc vít các bác nhìn xem, vàng chóe, vàng ươm đúng không ạ? Lọc trong sơn zin. Bốn vách cửa này đều bằng lỉ nguyên bản các bác nhá. Và bốn kính điện lên xuống rất êm và nhẹ. Kính này là kính một chạm ô tô, còn đây là chốt cửa này để tay mở cửa. Chỗ này sơn vân gỗ, chỗ này sơn vân gỗ. Và chỗ này có đèn khi mở cửa nó sẽ sáng. Chỗ này là mở cốp các bác nhá. Còn vị trí trên đây nó là vị trí bằng chất liệu da xịn nguyên bản theo xe. Theo xe từ lúc mới luôn đấy ạ. Đấy. Kính của xe là không hề bị xước và đã được bọc dán rồi. Và răng này cũng vậy, rất là mới luôn các bác nhìn này. Đấy, răng rất là mới luôn nhá. Bu lông ốc vít ở vị trí này các bác nhìn xem vẫn còn rất là sáng và vẫn còn chấm sơn đây. Vẫn còn sáng và vẫn còn chấm sơn đây nhá. Và tiếp tục đây các bác nhìn xem, bu lông ốc vít đây là chưa bị tháo vặn này. Móc khóa của xe dáng rực luôn này. Sáng rực luôn. Này thì hơi bụi bụi một tí thôi đúng không ạ? Những cái đồ nhựa nhá, những đồ nhựa đây các bác nhìn xem nhiều con, những vị trí nhựa này là hỏng hết rồi, gãy hết rồi. Con này của em vẫn nguyên luôn đúng không ạ? Bộ ghế da của xe như mới. Và ở đây là góc tắp lô của chiếc xe. Chỗ này có một vị trí để cho mình bấm chỉnh gương, cục gương và chỉnh mặt gương các bác nhá. Chỉnh đèn sáng tối đây này. Đấy, cửa gió đây này. Các bác cảm nhận cho em nhá. Các bác ở trong miền Nam mà các bác mình kết, các bác thích, các bác muốn chốt mẫu xe này thì cứ gọi điện cho bên em để bên em tư vấn về những thủ tục sang tên đổi biển như là công chứng ủy quyền hay là về ship xe. Tôi bỏ nguyên vẹn luôn các bác ạ, có kêu loang quang cả. Bây giờ trời đang bắt đầu trở mưa một chút rồi. Và tiếp theo đây em mời các bác xem. Đây mời các bác xem nhá. Đấy, lòng trong sơn zin xe này rất là mới luôn này. Tem này, đấy bu lông vít này. Và đây là phần cánh cửa tiếp theo nữa của cái chiếc xe móc lớp này các bác nhá. Đây, tay lắm cửa của chiếc xe được sơn vân gỗ. Nhiều con vị trí này là gãy hết rồi. Con này của em vẫn nguyên vẹn, các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Những con bu lông ở trong đây nữa này. Nhiều con bu lông trong đây là han dỉ hết rồi. Của em nó còn mới như vậy. Và nhiều con mất cả cái này rồi nhá. Con này của em vẫn nguyên luôn. Các bác đã từng dùng, các bác đã từng đi dòng xe này rồi thì các bác mình sẽ là người hiểu nhất về dòng xe này đúng không ạ? Một dòng xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đấy, tương đối là lành tính. Tuy rằng là xe VIP, tuy rằng là xe sang, nhưng mà tương đối là lành tính và tiết kiệm những cái chi phí sau này các bác sử dụng như là phụ tùng hay là nhiên liệu của bác nhá. 2.0 thôi mà đúng không ạ? Và đây các bác nhìn xem. Đấy, vàng chóe luôn. Bộ ghế da của xe đây là loại da xịn các bác nhá. Anh chủ trước không tiếc đầu tư vào xe. Đấy, nội thất của xe thì rộng rãi. Chỗ này có vị trí để cho mình gạt tàn thuốc lá nhá. Đấy, đây. Gạt tàn thuốc lá không sợ bị cháy đâu. Trần của xe thì đã được lên thảm lên trần 5D rồi. Và phía sau cũng vậy nhá, phía sau cũng vậy. Đã được khâu kiểu da 5D rồi. Còn đây, vị trí này là vị trí cho mình đựng nước ở đây. Và các bác nhìn xem, những cái khu vực nhựa ở đây các bác nhìn này, vẫn còn mới nguyên này. Đấy, và lý bên trong đây cũng vậy này, vẫn còn mới nguyên này các bác nhìn này. Thậm chí là còn không có dấu hiệu là bẩn, đúng không ạ? Khi hạ cái đấy xuống, mình đựng đồ, xong mình lại tì tay nữa. Đấy, cảm giác như là một chủ tịch ngồi trên xe luôn đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ đóng cửa lại nhá. Em mời các bác xem phần sườn form bên ngoài của xe, các bác nhìn xem. Rất là căng luôn. Phần sườn rất là căng luôn các bác nhìn này, thẳng tắp, căng đều. Không một dấu hiệu gì cấu xấu hay là kém hay lỗi về vấn đề là form sườn các bác nhá. Gầm bệ xe rất là đẹp luôn, không mục mọt. Lốp đây. Tiếp quay gần sau đi, các bác nhìn cho em phần hình thức lượng ngoại thất trước. Đấy nhá, đây là biển số đây. Và đây là camera đây. Diamond được kim cương, đúng không ạ? Đây nhá các bác xem cho em. Với cái phần cốp phía sau rất là rộng và rất là to luôn. Hay là đây em sẽ mở cho toàn thể các bác mình xem
Tiếp sẽ mở cốp ra cho bác xem này, mở cả khoang máy cho bác xem là để các bác thấy được chiếc xe này nó mới như thế nào nhá. Nhiều con đời cao không mới bằng đâu các bác ạ. Em thấy nhiều con mà đời hẳn 2010 mấy nhưng mà chưa chắc đã mới bằng con xe này. Các bác nhìn qua clip này thì các bác đã thấy chiếc xe này đẹp như thế nào đúng không ạ? Đây. Đấy, keo chỉ này, cánh cửa nữa đây các bác nhìn này. Rất mới luôn. Rất là mới luôn. Đây, vách cửa đây. Chỗ này lấy em quay rồi, bây giờ em quay thêm này. Các bác nhìn nhá. Cái đồ nhựa của nó này. Cột kèo của nó này các bác nhìn này. Gioăng cửa của nó này. Gioăng xịn theo xe và không bị xấu, không bị kém, chưa bị kém nhá. Đấy, chưa bị kém ở phần gioăng. Lẹp kính của xe này cũng không bị cong vênh này. Đồ nhựa ở đây các bác nhìn này. Nhiều con nhựa ở đây vỡ rồi các bác ạ. Làm lại rồi, con này của em là chưa luôn. Mà toàn là một chiếc xe với độ nguyên bản rất là cao. Đây nha các bác. Con bù lô, con ốc vít, những cái tem. Các bác nhìn xem này. Rồi, tiếp theo em mời các bác mình xem đến một trong những vị trí nữa của xe nhá. Đây. Da căng đét luôn. Các bác thấy có mới không ạ? Các bác thấy chiếc xe này đẹp, thấy chiếc xe này hay, hãy nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em với. Cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều các bác nhá. Và đây là vách cửa tiếp theo nữa của chiếc xe. Đây nữa các bác nhìn này. Các bác đã thấy điểm gì để chê nó chưa ạ? Quá là mới đúng không ạ? Quá là mới luôn. Hàng hiếm, người ta gọi là hàng thuốc chuột, hay còn gọi là hàng độc, gọi là hàng kịch độc, ít có trên thị trường. Tìm được những con xe này không phải dễ dàng gì đúng không ạ? Không phải dễ dàng gì được những con xe đẹp, những con xe chất, những con xe zin như thế này trên thị trường. Các bác nhìn xem, nước sơn của xe là nước sơn xịn, cho nên các bác nhìn này. Đấy, rất là lì đúng không ạ? Và rất là lép. Rất là lép và rất là lì luôn. Đây nha các bác. Rồi chuẩn bị quay cho bác xem phần gầm. Đây gầm đây các bác nhìn này. Đấy, gầm xanh ngắt luôn. Mời cho toàn thể bác xem cái cốp nhá. Đấy, cốp vào cái máy, cái gầm nốt đi. Đây này. Quá là ok. Quá là tuyệt vời. Đây em mở cốp đây. Cốp là ấn ở cánh cửa nhá. Ấn cánh cửa cho mở cốp. Anh Tuấn ơi mở cái cabo ra đi. Đây cốp đây các bác nhìn này. Đấy, người ta cũng đã được lót thêm một cái thảm trải sàn 5D ở dưới rồi. Và các bác nhìn xem cái lỉ ở trong cốp này. Cái lỉ ở trong cốp vẫn còn mới nguyên này. Đây nữa nhá, còn mới nguyên luôn này. Và lỉ này các bác nhìn này. Ôi ôi, không khác gì đời cao chạy lướt đúng không ạ? Không khác gì là những chiếc xe lướt. Đây nữa các bác nhìn này. Các bác đã thấy con xe nào nó khủng khiếp trong con này chưa ạ? Quá khiếp đúng không ạ? Kích lốp na răng, lốp dự phòng đầy đủ các bác nhá. Đấy. Cốp thì rất là to, đựng đồ thoải mái, đựng nhiều luôn. Bây giờ là khoang máy. Các bác nhìn xem cho em. Kinh khủng chưa này, các bác nhìn này. Bầu phanh chưa han. Những con bu lông đây vẫn còn sáng. Các bác nhìn này, nó vẫn còn vàng ươm như thế này. Đấy. Máy thì máy vẫn còn zin nha các bác. Và đây các bác nhìn xem những con bu lông này nữa này. Những bu lông này vẫn vàng này. Bu lông này vẫn vàng này. Đấy, và đây ụ giảm sóc đây các bác nhìn xem, nó vẫn còn vàng luôn. Đây nhá, các bác nhìn này, những cái thanh sắt đây này, chưa bị han này. Nói chung là máy số thì không bàn, không chê, không thể là có cái gì để cho bác thì chê được các bác nhá. Máy số còn zin nguyên các bác nhá. Và lỗ cực êm. Nói chung là máy số cũng ngon, bên em đã test kiểm tra toàn bộ tình trạng chất lượng chiếc xe rồi. Tổng thể chiếc xe này đã kiểm tra test kỹ, rất kỹ rồi các bác nhá. Chỉ bàn về giá thôi. Chỉ bàn về giá thôi. Để cho toàn thể các bác mình chiếc xe này với giá thật là yêu khi mình muốn chốt chiếc xe này các bác nhá. Và đây là địa chỉ cũng như là số điện thoại của bên em. Đây, địa chỉ số điện thoại đây. Các bác hãy liên hệ và hãy đến trực tiếp tại địa chỉ này để xem xe đối diện với lại 225 Trường Chinh. Và có một số nữa, có một số điện thoại nữa để cho mình liên hệ các bác nhá, là số 0335838389. Bên em có đổi xe, các bác không thích cái xe của mình đang đi, các bác thích chiếc xe này của em rồi, các bác muốn đổi đó, bên em đổi cho luôn. Tính toán đổi các giá cả thôi các bác nhá. Các bác đang đi một chiếc xe mắc đất hay đi bất cứ một chiếc xe gì với cái tầm tiền trên 100 triệu hay là trên dưới 100 triệu hay là 200 triệu. Các bác muốn đổi đó, bên em đổi cho, tính toán giá cả và đổi các tiền hoặc là đổi ngang các bác nhá.
xe máy cũng đổi luôn, SH hay là chiếc xe gì cũng đều đổi hết các bác nhá. Và thủ tục sang tên đổi biển, hỗ trợ kể cả như là công chứng ủy quyền bên em đều làm hết các bác nhá. Rồi ship và chuyển xe bên em cũng sẽ hỗ trợ toàn quốc, bất cứ đâu các bác có cho địa chỉ bên em cho xe đến tận nơi các bác nhá. Giá cả bên em đưa ra thì còn thương lượng, các bác cứ alo bên em để chốt giá đẹp nhất cho mẫu xe này các bác nhá. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Các bác hãy nhớ nhấn like này, nhấn chia sẻ ủng hộ em với này. Các bác nào mà muốn xem thêm video nhất, video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, các bác hãy nhấn đăng ký kênh. Nhấn đăng ký kênh rồi thì các bác mình hãy nhấn thêm hình quả chuông nữa ở bên cạnh. Còn các bác ở trên Facebook, các bác hãy nhấn theo dõi và nhấn đăng ký. Đấy, nhấn like nữa. Nhấn như vậy, khi nào mà em đăng lên, các bác sẽ nhận được video sớm các bác nhá. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều nhá.